Thưa quý vị, đại học Thái Lan hủy kết quả tuyển sinh vì gian lận công nghệ cao, tin từ Bangkok Thái Lan. Viện đại học Rangsit của Thái Lan đã hủy bỏ kết quả của các bài thi tuyển vào ngành y, dược và nha vì phát hiện thí sinh dùng công nghệ cao để gian lận. Arthrit Urarat, hiệu trưởng đại học Sangsit cho biết, kỳ thi tuyển được tổ chức vào ngày 7 cho đến ngày 8 tháng 5 đã phải hủy bỏ kết quả vì có đường dây dùng đồng hồ thông minh và máy ảnh không dây giấu trong kính để giúp thí sinh quay cóp truyền thông địa phương tường trình hai sinh viên đã được mướn với giá 170 Mỹ Kim để thu hình video của bài thi bằng mắt kính. Họ sau đó rời khỏi phòng thi sau khi chỉ mới 45 phút. Một tấm hình tan vật quay cớp là một cặp mắt kính có máy ảnh được giấu phía trong mắt trái đã được chia sẻ trên trang mạng xã hội. Máy ảnh này sẽ chụp lại câu hỏi và gửi ra ngoài. Sau đó bài giải sẽ được gửi đến đồng hồ thông minh của thí sinh. Đại học Rangsit đã thu giữ 3 chiếc đồng hồ thông minh của thí sinh và ban hành thông báo khẩn hủy bỏ vòng thi thứ hai cho các ngành y, nha và dược. Đợt thi mới nhất sẽ được tổ chức lại vào ngày 31 tháng 5 và ngày 1 tháng 6. Năm sinh viên và một trường dạy kèm đã có dính líu trong vụ gian lận này.